Vào lại chúng ta. Chủ động chúng ta làm việc.
nó cũng sống nhiều. Cuối cùng là nó bỏ châu thì mua đấy rồi, họ nói đâu. Nó giảm được nhỉ? Đúng rồi. Không làm nó xuống. Thét giảm. Thét rồi. Trong nó thì thịt là bán vứt đất cho mình nhỉ? Không muốn chết mà bán vứt đất. Còn chết đấy. Đúng không? Là hơi rộng các bạn à, một người đứng kia dình chỗ nào ông đi lấy cháu ít dình.
cái mướp này vào ấy. Canh luôn. Mỡ mới chín rồi. Okay. Nóng quá. Được. Chính. Có muối trắng không? Mà thịt nhiều mỡ. Đi đâu một quả trứng vịt. Thank you.
Ây dồi, ngon. Mời cơm đi.